Vâng, trong suốt đêm qua thì các lực lượng vẫn tiếp tục thi công khắc phục sự cố sạt lở ở khu vực này. Nhà thầu thì được đưa ra 3 giải pháp để khắc phục, tuy nhiên cả 3 giải pháp đều thất bại và hiện nay thì đang thực hiện giải pháp thứ tư. Và với giải pháp này thì kỳ vọng tình trạng sạt lở ở khu vực hầm đường sắt này sẽ sớm được khắc phục. Trong suốt đêm 13 tháng 4, 100 công nhân và máy móc vẫn duy trì để xử lý điểm sạt lở. Tuy nhiên, đất đá từ mái hầm vật rút xuống tạo ra lỗ hổng lớn hơn. Sau khi áp dụng 3 giải pháp để xử lý sạt lở trong ngày 12 và đến trưa ngày 13 không khả thi, thì từ chiều ngày 13 tháng 4, nhà thầu là công ty công trình 3 đã triển khai giải pháp thi công mới. Cái vụ sạt trượt này là chưa có tiền lệ trong lịch sử ngành đường sắt và nó là cực kỳ khó khăn. Nhà thầu cũng đã cố gắng rất nhiều giải pháp để cố gắng trả đường. Tuy nhiên là do khối lượng đất đá nó quá lớn và kích thước đá rơi nó cũng lớn. Chính vì thế nên là tất cả những giải pháp đều trở nên là không khả thi. Và hiện tại tôi đang đưa ra cái giải pháp cuối cùng là tạo một cái khung cứng đặt trên đoàn tàu để đi vào để che chắn đá cho người công nhân tiếp tục thi công. Chiều tối qua thì các kỹ sư của Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có mặt ở hiện trường để hỗ trợ triển khai các giải pháp. Lãnh đạo chi nhánh khai thác đường sắt Phúc Khánh cho biết vẫn chưa có thể nói được trong ngày hôm nay có thể xử lý được điểm sạt lở hay không. Tuy nhiên, với phương án tạo khung sắt cứng đặt trên tàu để đưa vào hầm cho công nhân tiếp tục thi công thì sẽ khả thi hơn. Trong đêm 13 tháng 4, các đơn vị vận tải đường sắt tiếp tục chuyển tải hành khách của 5 đoàn tàu thống nhất giữa ga Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên và ga Giá của tỉnh Khánh Hòa. Ngành đường sắt còn tổ chức phát suất ăn miễn phí cho hành khách, cử nhân viên hỗ trợ hành khách mang hành lý lên xe trung chuyển.